Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chia tay nhé những tháng năm học trò, 12 năm về kêu như thành lễ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê. Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì, giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn vu vơ, rồi mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Giá như thời gian có thể như ban đầu, để lại thấy bối rối ngập ngừng. Khi lần đầu tiên chưa quen, ngại ngùng trao cho nhau lá thư làm quen. Oh no, những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào đã rơi vào khoảng không gian của nhà thương, và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi, chia tay nhé những tháng năm học trò, 12 năm về kêu như thành lễ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê. Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì, giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn, rồi mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Ghế đã ngẩn ngơ bằng lắng tim dại khờ, dòng lưu buồn sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi ra chơi tiếng ai cười vàng lá lời. Thôi nhé mai trường ơi, đến lúc xa nhau rồi sẽ không còn nữa những năm tháng học trò, và ta sẽ gửi nó về miền xa xôi, một miền trời sẽ chỉ có chúng ta thôi, bạn và tôi. Ghế đã ngẩn ngơ bằng lắng tim dại khờ, dòng lưu bút sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi xa chơi tiếng ai cười vàng lá lời. Những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào đã rơi vào quãng không gian của nhà thương, và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi,
đây trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn và